Hà Nội mà không có cà phê Lân ý, thì còn gì là Hà Nội. Còn quá bố ạ. Tính cả người. À vâng ạ. Này. Bố ơi, khi nào báo Yên bố lại lên với chúng con nhá. Yên tâm, yên tâm. Này, không đứa nào được ngủ gật đấy nhá. Con không ngủ đâu. Rồi. Sư đoàn phòng không Hà Nội báo cáo. Chỉ trong vòng 30 phút vừa qua, 3B52 đã bị bắn rơi tại chỗ. 3B52 à? Vâng. Chỉ trong đợt đầu từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ. Đội hình địch đang rối loạn. Chúng đang hoảng hốt gọi máy bay cấp cứu giặc lái nhảy dù. Ta cần chấn chỉnh lực lượng, bổ sung đạn dược để tiếp tục đợt đánh mới giành thắng lợi lớn hơn. Báo cáo tiểu đoàn đại đặc hết đạn. Báo cáo tiểu đoàn vạn tường hết đạn. Báo cáo tiểu đoàn đống đa còn 2 quả đạn. Theo kinh nghiệm hai đêm, 18, 19, địch còn đánh đợt 2, đợt 3. Làm sao có đủ đạn bây giờ? Theo quy luật, đêm 18 và đêm 19, mỗi đêm B-52 thường đánh 3 đợt. Đợt thứ 2 vào khoảng 12 giờ đêm. Đêm nay, đợt thứ 2 sắp diễn ra. Thế mà trên bệ phóng của nhiều tiểu đoàn chỉ còn 1-2 quả đạn. Đường này. Vâng. Chiến sĩ của tôi đã làm việc liên tục 3 ngày đêm liền. Chúng tôi đã vắt kiệt sức ra mà làm việc. Đường này. Vâng. Chúng tôi hết sức cố gắng. Đường này. Đó. Làm sao thế này? Đợi xuống đi. Đợi ta xuống. Nhẹ nhàng, đặt xuống đất. Giãn ra, giãn ra. Anh cần bị nhiễm over, thủ trưởng ạ. Đưa vào trạm cấp cứu ngay. Báo cáo, tốc 01, tốc 02, độ cao 10.000, tốc độ 300 m/s, đang bay vào Hà Nội.
Alo. Alo. Tư lệnh quân chủng thông báo, hai tốt mục tiêu độ cao 10 km đang bay theo hướng Hà Nội là hai tốt B52 giả, hai tốt F4 làm giả B52, cho pháo 100 ly nổ súng, tên lửa không phóng đạn. Rõ. Bộ Tổng tham mưu thông báo, máy bay B-52 chuyển hướng không đánh vào Hà Nội, chúng đánh lên Thái Nguyên. Lực lượng phòng không Hà Nội khẩn trương chuẩn bị đạn cho đợt thứ 3. Trời, tôi lo đến thắt tim. Nếu chúng lại vào đánh đợt 2 như cũ, thì không hiểu chúng ta sẽ chống chọi thế nào đây. Báo cáo thủ trưởng, các tốp mục tiêu địch chỉ còn cách Hà Nội 100 km. Ba tiểu đoàn Vạn Tường, Bạch Đằng, Chi Lăng hết đạn. Phía Bắc lúc này duy nhất chỉ còn tiểu đoàn Núi Thành với một quả đạn. Mẹ bố nó thấy có cay không chứ? Chúng đang vào như ruồi thế kia mà lại hết đạn. Độc quá, ức quá. Chọn cách đánh thật chuẩn xác mới đánh, hay là cố gắng bắt mục tiêu đánh cách P cho chắc ăn? Không, chia nhiễu chính xác vào nhất định sẽ bắn rơi. Nhiều tiểu đoàn cũng đã đánh thắng bằng phương pháp T rồi. Các cậu ạ, chúng ta chỉ còn một quả đạn cuối cùng, sẽ không còn quả đạn nào để sửa chữa thiếu sót đâu. Phương vị 080, cự ly 45, cao 10, trục xa mục tiêu, nhận đủ. Có phương vị 080, cự ly 45, cao 10, phát sóng. Nhiều, có mục tiêu. Chọn nhiều B-52, nhận đủ. Ta chọn đúng nhiều B-52. Phương pháp T, phóng đạn. Tung con áp chủ bài siêu pháo đài bay B-52 tập kích ồ ạt vào Hà Nội. Tổng thống Nixon tin chắc Bắc Việt sẽ phải quỳ gối đầu hàng theo những điều kiện do họ áp đặt. Nhưng Nixon đã tính nhầm. Đêm 20 tháng 12, cố đánh dấn thêm một đợt quyết liệt nữa, Nixon đã nhận được một kết quả thảm hại. 7 chiếc B-52 không trở về. Đi theo ngần ấy pháo đài bay là 42 phi công Mỹ, trong số đó có 12 phi công thoát chết được đưa vào Hinton, Hà Nội. Kẻ thù dốc sức, chúng ta cũng dốc sức. Quy mô các trận đánh B-52 vượt ra khỏi sự tính toán của chúng ta. Tình trạng thiếu đạn như cơn sốt bất ngờ ập đến. Ngay buổi sáng ngày 21, những quả đạn tên lửa từ các bãi lắp ráp đã được chuyển ngay lên bệ phóng. Trận đánh lớn nhất, ác liệt nhất vẫn đang ở phía trước. Chị Ngân Hà ơi! Gì vậy Thủy Tiên? Chị xem kìa, cây phong lan anh Thư mang từ Trường Sơn về mới nở hoa. Em nói với mẹ chị, chắc mẹ chị thích lắm. Thế mà làm chị giật cả mình. Em lo cho anh Thắng quá. Không biết đêm qua khu vực cầu thế nào. Biết đâu mà lo. Anh Vũ Thư đi miền Nam 8 năm rồi lại về.
đi. Em thích đêm nhiều, người xanh như tàu lá. Bệnh viện nhiều người bị thương quá. Em lên trận địa của anh Thắng đây. Thử đi điên à? Em vẫn thường đi mà. Nhưng máy bay địch đang đánh giữ, lên đó rất nguy hiểm. Thôi, em đã quyết định rồi. Chị đừng gàn em nữa. Kiêng đây. Em đi đây. Nào, em cứ lo cho anh. Nhiều người bị bom quá. Bệnh viện của em không còn đủ giường nữa. Hôm qua chỗ anh, hai cậu hy sinh. Anh mà làm sao thì em chết mất. Đừng có nói dại. Em ráng giữ gìn sức khỏe. Chúng ta sẽ vượt qua đợt đánh phá này. Sau đó anh sẽ xin cưới em. Em đồng ý không? Anh lại còn phải hỏi. Chúng mình sẽ hạnh phúc em à. Em đạp xe đến trận địa của anh. Vậy mà lúc thấy anh đang bận việc, em đã định đi ngay. Em ngốc lắm có phải không? Ca mổ căng thẳng quá. Chị Thủy Tiên đi nghỉ một lát cho lại sức. Mình ngồi đây được rồi. Đêm nay chúng nó lại đánh giữ. Cậu chuẩn bị phòng mổ cho thật tốt. Vâng ạ. Hôm nay nhìn Thủy Tiên kém tươi. Buồn vì chưa lấy được chồng hả? Mệt chết đi này. Anh thử vào mổ giúp tôi ca vừa rồi. Suốt 2 tiếng xem có tươi được không? Chọn anh bộ đội, hết chờ lại đợi. Hay là đồng ý tôi đi. Chỉ hôm trước hôm sau là xong ngay. Tôi với anh không có duyên số. Xong thế nào được. Tại sao lại như vậy? Em
thế gian vẫn còn đầy kẻ ác. Họng họ là ngôi mộ hở hang, lưỡi họ tích chứa nọc độc, miệng họ đầy lời nguyền rủa chua ngoa, chân họ nhanh nhẹn trong việc đổ máu. Họ chủ trương phá hoại, họ không muốn hòa bình. Hỡi các con, Chúa đã dạy, kẻ nào gieo gì thì gặt lấy. Kẻ gieo điều ác sẽ chết vì điều ác. Kẻ muốn dìm đồng loại trong lửa hỏa ngục sẽ bị chính lửa hỏa ngục thiêu cháy. Bác cho cháu hỏi thăm, đơn vị tên lửa núi Thành Chiếc ở đây bây giờ ở chỗ nào ạ? Họ đã di chuyển rồi. Bác chỉ giúp cháu đơn vị chuyển về đâu? Tôi không biết. Vừa qua máy bay đánh trận địa, bộ đội ta có ai hy sinh không hả bác? Chuyện đó tôi cũng không biết. Nhưng nó đánh phá ác liệt như vậy, tránh sao khỏi thiệt hại. Tôi đoán anh em họ chuyển tới cổ loa. Cô đến đó mà hỏi thăm, nhưng tôi sợ người ta biết mà vẫn không nói. Mình chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào chân thành như anh nha. Hôm nay mình sẽ đem đến cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Nếu chưa gặp được anh thì em sẽ chưa quay về. Lạy trời, anh vẫn bình yên. Chị ơi chị, cho em hỏi thăm. Bà con nơi đơn vị tên lửa vừa di chuyển nói với em, đơn vị chuyển về đây. Ai mà lộ bí mật đến như vậy? Cô có biết tên ai trong đơn vị không? Em là người nhà anh Đặng Nhân. Anh Nhân làm gì? Anh ấy là tiểu đoàn trưởng. Thế mà em không nói ngay. Đi, em đi theo chị. Thủ trưởng Nhân đâu rồi? Ra mà đón, có vợ đến thăm đây này. Làm sao em đến được đây? Cô ấy chưa có kinh nghiệm, cứ nói ngay là đi thăm chồng thì hỏi ai người ta cũng sẽ chỉ cho. Ô hay, cứ đứng nhìn nhau mãi như thế à? Đưa xe vào nhà cho cô ấy. Mình đi vào nhà đi em. Phải trải qua những ngày như vừa rồi thì mới biết quý một ngày yên tĩnh như hôm nay. Em đã quyết định sẽ không về nếu chưa tìm được anh. Em lo cho anh. Anh có nghĩ là hôm nay em sẽ lên không? Những ngày vừa qua anh nghĩ đến em rất nhiều. Anh cảm thấy em ở rất gần. Nhưng khi em xuất hiện trước mắt, anh vẫn ngỡ ngàng. Tại sao đơn vị sắp chuyển vào Nam mà anh không nói cho em biết? Cuộc đời người lính không biết sống chết lúc nào. Anh không muốn làm em lo lắng. Anh định sẽ nói với em trước lúc anh lên đường. Hiền, anh yêu em. Những ngày qua em lo cho anh quá. Em ở gần Hà Nội, anh cũng rất lo cho em. Bây giờ thì em biết là em không thể sống thiếu anh.
Liệu ngày mai có còn yên không? Chắc là nó tạm ngừng một ngày để chuẩn bị. Ngày mai, đêm mai sẽ ác liệt hơn đấy. Chăn màn tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Hai vợ chồng vào nghỉ đi cho sớm. Chị, cho em ngủ với chị. Sao lại thế? Giường chị còn hai cháu chặt rồi. Đi em. Gia đình chúng tôi không kiêng khem gì đâu. Chồng chị cũng là bộ đội, đi chiến trường đã 4 năm rồi. Hiền, em đi ngủ đi. Anh ra xe chỉ huy ngủ cũng được. Anh thích con trai hay con gái đầu lòng? Trai hay gái đều được cả. Biết là nó giống em. Em linh cảm, thế nào em cũng sinh cho anh một con trai. Trật tự. Phi công Thomas, đứng lên. Đây là viên phi công lái chiếc B-52 bị bắn hạ và bị bắt đêm đầu tiên. Tôi xin hỏi. Vâng, mời ông Phan. Anh ngồi xuống. Mỗi chiếc máy bay B-52 mang bao nhiêu tấn bom? About 150 to 200 bombs, sir. Sức nặng và sức công phá của những quả bom đó như thế nào? It depends, sir. Each B-52 carries between 17 and 30 tons of bombs. There are two bombing systems. Hundreds of bombs can explode between 10 and 3 seconds. In the 3-second system, the bombs are dropped en masse. They explode in mass destruction. Khi chốt hàng trăm quả bom đó, anh phải có những động tác như thế nào? Just pushing a button. Cái nút đó ra sao? It's a very small button, painted red. Just a light press and the bomb hole will open by electric control. As light as you press a ballpoint pen. Anh nghĩ gì khi anh ấn nút ném bom? Anh có biết nơi 30 tấn bom trút xuống là bệnh viện, trường học, là hàng ngàn cuộc đời của những người dân vô tội không? On that day, I was hit by a rocket before I entered the target zone. Đêm nay, máy bay B-52 có thể sẽ đánh vào Hà Nội. Đồng bào không có nhiệm vụ ở lại,
khẩn trương sơ tán. Sơ tán trong lúc này chính là góp phần đánh Mỹ. Chị Ngân Hà ơi, chị xem kìa, cây phong lan anh Thư mang từ Trường Sơn về mới nở hoa. Em nói với mẹ chị, chắc mẹ chị thích lắm. Báo cáo thủ trưởng, ý kiến tôi là bọn B-52 nhiễu kinh khủng, không thể phát hiện bằng radar được. Vậy bằng mắt thường có phát hiện được B-52 không? Và có thể tiêu diệt được mục tiêu không? Chẳng lẽ đánh B-52 lại có thể dùng cách đánh du kích chứ sao? Rất có cơ sở. Do sợ va chạm trên không nên ban đêm máy bay B-52 Mỹ bật đèn. Một ánh đèn trong đêm tối phát sáng rất xa. Tôi cũng đã nhìn thấy. Ý kiến của Trần Đại rất hay. Tôi bổ sung thêm, các đồng chí quân báo cho biết, qua việc hỏi cung bọn giặc lái B-52, chúng cho biết trên lưng B-52 có 7 chiếc đèn thường, đuôi có 2 chiếc màu vàng, cánh trái 2 chiếc màu đỏ, cánh phải 2 chiếc màu xanh. Như vậy, căn cứ vào đèn có thể biết đấy là B-52. Tonight, we're going to put all of our effort into a decisive strike against Hanoi. The B-52s will fly a single flight, not several flights like previous nights. Both the B-52 bombers and the tactical bombers, as well as carrying ordinary bombs, will carry CPU bombs. Our main targets will be North Vietnam's rocket positions. Today, December 26, 1972, President Nixon has ordered the biggest bombing, with 116 B-52 sorties aiming at targets in Hanoi and Haiphong. The B-52s will also bomb Hanoi's populated areas. We have to fight until the last card. We have got to crush Hanoi's will. Với đồng bào và chiến sĩ cả nước, chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đồng bào và chiến sĩ cả nước, anh dũng tiến lên. Vấn đề đạn, có thể yên tâm. Trận này các cậu không phải bắn mổ cò nữa. Mỗi lần phóng, ít nhất là 2 quả, nếu cần thì 3 quả. Thủ trước đồng bào thủ đô. Vâng. Vâng. Oh,
Cán đâu? Cán đâu? Mau lên. Bước ơi, anh Thắng, Ngân Hà đâu? Cây cầu đây rồi, nhà chị Ngân Hà đây rồi. Chị Thủy Tiên, chị có linh thiêng phù hộ cho chị Ngân Hà. Đừng nói nữa, đừng nói như vậy. Áo chị Ngân Hà đây rồi, chị ở đâu? Cố gắng lên chị Ngân Hà, chỉ một chút nữa thôi. Em ơi.
Đêm nay cậu nghỉ trực, đánh một giấc. Sáng mai dậy thì nghe tin mình bắn rơi tại chỗ B-52. Mọi chuyện cậu đều đi trước mình, trong chiến đấu cũng như trong tình yêu. Cảm ơn cậu vừa nhắc mình một chuyện hay đấy. Chuyện gì? Cô Hương nhà mình rất lãng mạn. Cô ấy bảo mình ngắt một nhánh thông ở đồi này gửi sang Nga cho cô ấy. Mình đã làm rồi, kèm theo cả một bông hoa dài. Mình gửi lại quyển nhật ký này để cậu chuyển cho cô ấy. Ồ, mày làm trò khỉ gì thế này? Chuyện phòng xa mà, tư lệnh không cho phép một đổi một. Mai đến lượt cậu trực, gửi lại mình cái gì? Mình không khó khăn như cậu đâu. Mới chập tối mà nó thả nhiều bom bi quá. Đêm hôm qua, máy bay B-52 đã đánh vào Khâm Thiên. Binh chủng tên lửa đã bắn rơi 8 chiếc. Bộ đội tên lửa liên tiếp lập công ngày càng lớn. Không quân ta mới chỉ bắn hạ một B-52. Chúng ta đang mắc nợ lớn với nhân dân Hà Nội. Có máy bay địch. Có B-52, cách Tây Nam Sơn La 150 km. Báo cáo, binh chủng đã cho MiG ở sân bay kép vào Thọ Xuân cất cánh. Sân bay N và C cất cánh, làm nhiệm vụ nghi binh, thu hút bọn tiêm kích hộ tống B-52, tạo điều kiện cho trung đoàn ta đánh địch. Có khả năng B-52 sắp vào đánh Hà Nội, đề nghị cho xuất kích. Cho hàng 8 xuất kích. Quả đen bên phải, 45 độ, 45 km. 28 ngay tốt, phải 45. 28, ruồi xanh bên trái, 40 độ, 35 km. 28 nghe rõ. Có lẽ địch đã phát hiện được Trần Đại. Sơ hở của địch là tốp B-52 thứ 3. Ở đó chỉ có 2 tốp tiêm kích bảo vệ. Các tốp B-52 khác, số lượng tiêm kích bảo vệ đông. Cho Trần Đại đánh tốp B-52 thứ 3. 28 phát thùng giờ phụ. 28 nghe tốt. Hướng bay 360 độ, cao 8 km. 28 nghe tốt. 4 đến phía trước 12 km. 28 nghe rõ. Có tên lửa bắn từ phía sau tôi. 28, vượt qua tiêm kích, tiếp cận B-52. Thank you.
28 thấy tốt, 3 quả đen bên phải, 15 độ. Đúng, quả đen bên phải 15 độ. Muốn bắn rơi B-52 phải tăng tốc độ, tiếp cận nhanh, phải bật tăng lực để vọt lên. Nhưng màn đêm có vệt lửa sẽ bị lộ. Hay quá, Trần Đại đã bám sát mục tiêu, bọn em đã bị lừa rồi. Tốc độ này thì 30 giây nữa mới đến cự ly phóng tên lửa. Nếu tăng lực toàn phần để đạt tốc độ lớn thì chỉ cần 10 đến 15 giây. Phải chấp lấy thời cơ. Thằng Long gọi 28. Thằng Long gọi 28. 28 nghe tốt trả lời. 28 nghe tốt trả lời. 28. 28 đâu? 28. 28 đâu? 28 đâu? 28. 28. Thôi. Đừng gọi nữa. Đêm nay, chúng ta phải trả thù cho đồng bào ở Khâm Thiên. B-52 đây rồi, rõ quá. Bám sát tự động, không để nó thoát. Ra sau, cứ đi sau, phi sau. Kiểm tra mục tiêu, mỗi mục tiêu B-52. Phóng 3 đạn. Khởi sát lại, khởi sát. Gaserai sẽ bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt B-52. Chỉ cần nhanh hơn nó một giây thôi. Tiếp tục bám sát, quyết tâm tiêu diệt B-52. Đúng rồi. Tương đương hạ cao thế, ngắt đồng bộ. Ha 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 ha
Trở lại đi. Đẩy vào đi một bãi. Đẩy đi. Đẩy đi. Thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta ăn mừng chiếc B-52 bị bắn rơi xuống ao Ngọc Hà. Tôi xin mời các bạn uống cà phê, không phải trả tiền. B-52 bị bắn rơi ở làng Hoa Ngọc Hà là chiếc B-52 cuối cùng bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội. 12 ngày đêm đánh phá thủ đô Hà Nội, Nixon đã phạm vào một tội ác diệt chủng ghê tởm nhất trong thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Quân và dân thủ đô với tinh thần bất khuất sáng tạo đã đập tan cuộc tập kích chiến lược khổng lồ của không quân Mỹ, viết tiếp trang sử chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Hà Nội 12 ngày đêm, Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, quân và dân ta đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 pháo đài bay chiến lược B-52. Nhiều chiếc đã rơi tại chỗ. 7 giờ sáng ngày 30 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Nixon phải tuyên bố chấm dứt cuộc tập kích B-52 vào Hà Nội. Và đúng 11 giờ sáng ngày 27 tháng 1 năm 1973, Ngoại trưởng Mỹ Roger, Ngoại trưởng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh, Ngoại trưởng Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình, Ngoại trưởng Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Lắm ký hiệp định hòa bình tại Paris. Bình đã ký tại Paris, nội dung vẫn đúng những điều đã thỏa thuận hồi tháng 10. 28 năm cuối cùng mới có hòa bình. Hôm nay chúng tôi tập hợp các anh ở đây để thông báo cho các anh một tin quan trọng. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, hiệp định Paris đã được ký kết. Điều đó có nghĩa là các anh chuẩn bị được trở về nhà. This is a very emotional moment for me, and a very happy time. Khi được về nước, anh sẽ làm gì? First, I'm gonna hug and kiss my wife. I'll ask my wife if she wants me to leave the Air Force. I'll immediately ask for a discharge. When I have the chance, I'll come back to Vietnam. I will carry with me, to my wife and children, the humane way the Vietnamese people have treated us. Mười hai ngày địa ngục. Một nhà báo nước ngoài đã viết như vậy.
Quả thực chính phủ Nixon đã muốn dìm Hà Nội trong địa ngục. Chúng đã ném xuống mặt đất hàng vạn tấn bom đạn hủy diệt. Thế nhưng Hà Nội đã không sụp đổ. Dân tộc Việt Nam đã trải qua 12 ngày đêm khủng khiếp nhất. Và Hà Nội vẫn đứng vững. Hà Nội, 12 ngày đêm. Cho tôi mua một cành đào, hoa nở đều cành lắm. Cành hoa này của chị đẹp lắm. Vâng. Gửi chị. Xin chị ạ. Lily, tặng anh Thắng. Cảm ơn. Con chào ông ạ. Suốt từ hôm chị Ngân Hà mất đến giờ, thấy em cứ ngồi như thế kia. Ông đi lại một chút cho khuây khỏa. Các con còn công việc, còn thời gian để khuây khỏa. Thầy không còn gì. Từ ngày mẹ con mất, chỉ có Ngân Hà là hay săn sóc thầy. Mỗi buổi sáng các con đi làm, thầy lại ngồi mong cho tới lúc nó về. Thiếu nó bây giờ, nhà cửa vắng vẻ quá. Nay mai, ở nhà này, các con lại sẽ đi hết. Anh Nhân đây. Nhìn bên ngoài anh ấy đẹp hơn. Cánh đồng đau thương của quê hương mình lại đang trỗi lên một mùa vàng chịu hạt. Và trong em, con của chúng ta cũng đang lớn dần lên.